Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, như hôm qua là có nói đó là chiều hôm qua lại về quê ở Bến Tre, và sáng hôm nay thì đang ngồi ở dưới quê và tìm mãi để mà có được một cái chỗ để mà ngồi quay bài học thì cũng cũng khó. Nhưng mà không sao, dù ở trong một cái điều kiện như thế nào thì cảm ơn Chúa, Chúa vẫn cho chúng ta trung tín ở trong việc học là của Ngài. Và hôm nay là sáng Chủ nhật nữa, cho nên học Kinh Thánh xong thì quý bạn chị em cũng sẽ đi nhóm lại với Hội Thánh nơi chúng ta sinh hoạt. Và chúc cho quý bạn chị em có một ngày phước hạnh ở trong ơn thương xót của Chúa khi Chúa cho chúng ta được có cơ hội để nhóm lại thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài. Sáng hôm nay chúng ta cũng sẽ học như là bình thường, nhưng mà lại sẽ quay và đăng lên, không có học trực tuyến với ông bạn chị em giống như mọi khi, cũng như trên cái phần quay này là thì không có đưa được cái màn hình những cái bài học mà lại soạn lại đánh máy xuống đó, thì lại sẽ copy cái phần đó dán vào trong cái phần mô tả ở bên dưới của cái bài học. Quý bạn chị em có thể mở ra cái xem bên trong đó. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ hiệp chung với nhau trong sự cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa hôm qua Ngài đã cho con đi đường bình an để về quê thăm ba má của con. Và cảm ơn Chúa cho sáng hôm nay con cũng được ngồi đây để học Kinh Thánh với ông bà anh chị em con. Dù là không có trực tuyến, dù là xa xôi cách trở hay điều kiện không có đầy đủ, thì con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con vẫn có đầy đủ và trung tín ở trong việc học. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho chúng con trong ngày phước hạnh này, nhất là ngày Thánh Nhật khi chúng con được thờ phượng Chúa, được nghe lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin dâng thì giờ này trong bàn tay yêu thương của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa. Quý bà chị em ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài học sáng hôm nay. Lại nhớ lại những ngày đầu học lời của Chúa đó, thì lại ngồi với cái điện thoại cầm ở phía trước và mở ra rất là đơn sơ, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa vẫn ở cùng và vẫn ban ơn cho. Nên bây giờ chúng ta cùng nghe bài học sáng hôm nay ở trên trang web bài giảng tin lành chấm cơm. Đề tựa hôm nay là mục đích trong nỗi đau. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cùng nghe. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hàng Ngày, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Mục đích trong nỗi đau, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. Nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi. Hoặc nếu chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi, là sự an ủi mà anh em kinh nghiệm được khi nhẫn nhục chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu. Niềm hy vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc, vì biết rằng khi anh em giữ phần trong sự đau đớn thì cũng sẽ được giữ phần trong sự an ủi. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 4. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp. Khi bà Sue Friend phát hiện mình bị suy thận và cần phải chạy thận suốt quãng đời còn lại, bà đã muốn buông xuôi tất cả.
đã nghỉ hưu và sống độc thân. Bà cũng là một tín hữu theo Chúa lâu năm, nên bà không thấy lý do nào để kéo dài cuộc sống. Nhưng bạn bè thuyết phục, bà kiên trì, cứ chạy thận và tin cậy Chúa vừa giúp. 2 năm sau, bà nhận thấy kinh nghiệm của mình trở nên hữu ích khi đến thăm một người bạn trong hội thánh với căn bệnh suy nhược. Người phụ nữ này cảm thấy cô đơn vì không ai thật sự hiểu những gì cô đang trải qua. Nhưng bà siêu fan, đồng cảm với nỗi đau thể xác và tinh thần của cô nên có thể an ủi cô bằng cách riêng của mình. Chặng đường mà bà trải qua khiến bà có thể đồng hành bên cạnh người phụ nữ này, an ủi cô theo cách đặc biệt mà người khác không thể. Bà nói, giờ đây tôi nhìn biết Chúa vẫn có thể sử dụng tôi. Thật khó để hiểu được tại sao chúng ta phải chịu đau khổ. Tuy nhiên, Chúa có thể sử dụng nỗi đau của chúng ta theo những cách không ngờ. Khi đến với Ngài để tìm được sự an ủi và yêu thương giữa thử thách, chúng ta sẽ được ban năng lực để giúp đỡ người khác. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô học cách nhìn thấy mục đích trong sự chịu khổ của ông. Ông có cơ hội để nhận sự an ủi của Chúa, rồi ông dùng sự an ủi đó để đem đến phước hạnh đến cho người khác. Chúng ta không cần phải phủ nhận những đau khổ của mình, nhưng vững lòng tin cậy nơi năng quyền của Chúa rằng Ngài sẽ sử dụng điều đó cho mục đích tốt lành. Chúa đã dùng bạn để đem sự an ủi đến cho người khác như thế nào? Đức tin nơi Chúa đã giúp bạn kiên trì ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con cứ tin cậy Ngài giữa những khó khăn, biết rằng con có thể nhận lấy sự an ủi vô hạn của Ngài và chia sẻ cho tha nhân. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm lời sống hàng ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Cảm ơn Chúa. Quý bạn chị em ơi, thiết nghĩ bài học sáng hôm nay rất là đầy đủ cho cái việc học của chúng ta. Sáng nay khi mà lại mở lên và lại nghe, lại cũng nói rằng nếu mà anh em nghe cái bài này không thì đã đủ rồi. Bởi vì trong cái bài học này đã nói lên đầy đủ ý nghĩa. Do vậy thì chúng ta vẫn ngồi lại và cùng nhắc lại bài học, cũng như chúng ta sẽ học với nhau trong cái bài học này. Cái phần đầu tiên mà chúng ta học được đó là chịu đau đớn để kinh nghiệm, để đồng cảm, để khích lệ người khác. Có những khi chúng ta thấy rằng những cái dường như có những nan đề, những khó khăn nó xảy đến với mình một cách kỳ lạ, một cách bất công. Mình lúc đầu mình nói với Chúa ơi, con đâu có làm gì đâu. Con đâu có làm gì đâu để rồi mà sao cái việc này nó xảy ra như vậy. Chúng ta sẽ thắc mắc với Chúa, thắc mắc hoài. Chúng ta nói rằng không hiểu sao con không có làm gì hết, nhưng mà Chúa lại để cho con xảy ra như vậy. Có những người thì Chúa để cho đau đớn trong việc bệnh. Có những căn bệnh mà tự nhiên mình mắc phải và cầu nguyện miết mà không có thấy hết. Nhưng mà rồi đến một cái lúc nào đó khi mà chạy đến với Chúa, không phải thắc mắc nữa, nhưng mà hỏi Chúa, Chúa ơi, con cũng đã xét lại mình và con cũng thấy rằng con cũng yêu mến Chúa, con cũng nhờ cậy Chúa. Như vậy thì cái việc mà con đang nhận đó thì là tại sao? Không phải thắc mắc nhưng mà là hỏi. Cũng có thể nói là thắc mắc, cái từ thắc mắc mà lời nói nãy giờ đó là mình trách Chúa hay là mình hỏi Chúa nó khác. Trách móc nó khác. Trách móc là mình tới mình cũng hỏi Chúa nhưng mà hỏi với cái ý trách. Còn mà mình đến với Chúa mà mình hỏi Chúa một cái ý của một đứa con, hỏi ý muốn của cha, một tôi tớ hỏi ý muốn của chủ nó khác. Thì chúng ta đến, chúng ta hỏi Chúa với cái tinh thần là một tôi tớ hỏi chủ, một đứa con hỏi cha, thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta. Chúa sẽ cho chúng ta thấy rằng ta để cho con chịu như vậy là để con có cái kinh nghiệm, con sẽ giúp cho ông A bà B gì đó. Mà hôm nay là bài học hôm nay Chúa trả lời chúng ta đó. Nếu như ngày nào chúng ta gặp một cái sự đau đớn, một cái nan đề, một cái sự xảy đến mà chúng ta thấy rằng chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta vẫn ở trong Chúa, thì chúng ta nhớ cái bài học hôm nay Chúa trả lời chúng ta. Có thể những ngày qua chúng ta đã chịu rồi,
Và hôm nay Chúa trả lời chúng ta. Chúa nói rằng những điều mà chúng ta chịu đó là những điều mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm để chúng ta yên ủi, chúng ta khích lệ người khác. Cái bệnh mà chúng ta đang gặp đó, rồi chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta hỏi Chúa rồi thì Chúa chữa lành cho chúng ta đó. Chúa chữa lành ngay cho chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm để sau này chúng ta đi thăm viếng, chúng ta gặp anh em của mình. Có những người cũng bệnh, cũng ở trong cái hoàn cảnh giống như chúng ta, thì chúng ta có thể đem cái kinh nghiệm của chính mình để chia sẻ lại. Chia sẻ về cái cách vượt qua cái căn bệnh đó như thế nào. Chia sẻ về cái sự chữa lành mà Chúa đã chữa lành cho chúng ta như thế nào. Để chúng ta chia sẻ cho anh em chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và những cái điều xảy đến cho chúng ta là ích lợi chúng ta. Đúng không? Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta cứ nhớ câu đó. Thì chúng ta thấy rằng những việc chúng ta đang chịu, những điều chúng ta đang gặp đó, thì mọi sự đó hiệp lại làm ích cho chúng ta là những người yêu mến Chúa. Cho nên có một cái kết luận như thế này: ở trong Chúa mà chịu khổ thì ấy là một điều phước hạnh. Ở trong Chúa mà chịu khổ thì ấy là một điều phước hạnh. Chúng ta xem ở trong Phi-e-rơ nhất chương 2, là sẽ đọc cho quý mạng cho em Kinh Thánh. Phi-e-rơ nhất chương 2, câu 20 đến câu 21. Vả mình làm điều ác, bị đánh, mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nếu chúng ta làm điều ác, nếu chúng ta làm sai, nếu chúng ta đang vi phạm luật của Chúa mà chúng ta bị đánh, chúng ta bị khổ, chúng ta chịu thì chúng ta cũng không có cái gì để khoe mình hết. Bởi vì đó là điều chúng ta đáng bị, không có gì để khoe. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu anh em làm lành, có nghĩa là nếu như chúng ta ở trong Chúa, nếu chúng ta vẫn vân giữ luật pháp của Chúa, nếu chúng ta vẫn vâng theo cái sự dạy dỗ của lời Chúa, chúng ta vẫn cậy ơn của Chúa để chúng ta bước đi, mà chúng ta gặp những sự khó khăn, những sự thử thách mà mình nhịn chịu, mình vượt qua, mình cậy ơn của Chúa vượt qua, thì đó là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, anh em được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúa đã làm gương cho chúng ta. Thì những điều mà chúng ta chịu đó là những điều mà chúng ta được chứ không phải chúng ta bị. Chúng ta được Chúa cho chúng ta trải nghiệm, chúng ta được Chúa cho chúng ta gặp, để ở trong cái điều đó chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta thấy bàn tay của Chúa và chúng ta có một cái kinh nghiệm để chúng ta giúp đỡ cho người khác. Đó là một cái ơn, một cái phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Và Chúa đã chịu khổ cho chúng ta ở đau chết như vậy. Chúng ta xem Esai 53 câu 3. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, chịu khinh dễ như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Đây là nói về Đấng Christ, nói về Chúa. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy điều đó trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy điều đó. Ngài bị người ta đóng đinh, các môn đồ thì bỏ chạy, trốn hết. Phi-rơ đi theo Chúa thì lại chối Chúa. Ngài một mình, Ngài từng trải được cái sự đau đớn, sự buồn bực. Người ta đánh Chúa bằng những cái roi móc vào da thịt của Chúa để máu tươm ra. Ngài bị người ta đóng đinh trên thập tự giá, phỉ nhổ, cười chê. Ngài chịu hết tất cả những điều đó vì cái chúng ta. Thì ngày hôm nay, nếu như quý ông bạn chị em và tôi đang chịu một chút xíu cái gì đó ở trong cuộc đời của mình, thì có đáng chi? Đúng không? Chúng ta được dự phần với Chúa trong cái sự đau đớn đó. Chúng ta được trải nghiệm với
Chúa ở trong cái sự đau đớn đó vậy. Nên nhớ rằng chúng ta chỉ chịu một phần rất 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 nhỏ so với Chúa yêu dấu của chúng ta. Thì chúng ta phải lấy cái sự chịu đựng của Chúa làm gương. Chúng ta cũng chịu đựng và chúng ta vượt qua. Nên nhờ cậy Chúa vượt qua để chúng ta có một cái kinh nghiệm. Để chúng ta sử dụng điều đó để chia sẻ cho những người xung quanh. Để chúng ta sẽ an ủi khích lệ những người xung quanh. Đúng không quý bạn chị em? Cho nên cảm ơn Chúa. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta đã chịu, đã trải qua những sự đó vì cớ chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng hãy chịu những điều đó một chút xíu vì cớ Chúa. Nếu anh em chúng ta đang chịu khổ thì học được cái bài học. Mình đang học thêm một cái bài học nữa trong cái việc này. Đó là nãy chúng ta chịu khổ. Nhưng nếu bây giờ, nếu chúng ta thấy anh em của chúng ta đang chịu khổ, anh em đang chúng ta đang gặp hoạn nạn, anh em chúng ta đang gặp bệnh tật, anh em chúng ta đang gặp khó khăn gì đó, thì chúng ta đừng vội vàng trách anh em của chúng ta. Chúng ta đừng như bạn của Job. Mấy người bạn của Job đến mà nói rằng Job phải xét lại đi. Ông là phải phạm tội nào đó. Bởi Chúa là đấng công bình, không phạm tội Chúa bây giờ làm như vậy đâu. Cho nên ông là phạm tội cái gì đâu, phải ăn năn trước mặt Chúa bởi. Lôi ra kể tội. Bài này thì nhớ lại cũng có học với quý bạn chị em rồi. Nhưng mà xin nhắc lại. Có khi chúng ta chịu khổ, chúng ta chịu hoạn nạn, đau đớn, chúng ta gặp những khó khăn vì cớ Chúa muốn những điều đó đến với chúng ta để chúng ta trải nghiệm, đúng không? Thì biết đâu rằng anh em của chúng ta đang gặp những hoạn nạn, những khó khăn, những thử thách cũng là vì Chúa cho anh em chúng ta chịu để anh em chúng ta kinh nghiệm. Đúng không? Thì chúng ta đừng vội đến mà trách anh em chúng ta. Mà cho dù anh em chúng ta là người đang chịu sự xử phạt của Chúa, anh em chúng ta đang phải trả giá cho những hành động sai trật của mình, những vi phạm của mình, thì chúng ta cũng đừng kể tội anh em của chúng ta. Vì đó là chúng ta thấy cái rác ở trong mắt anh em của mình, nhưng chúng ta không thấy cây đà, một cái dầm sóc, một cái rất là lớn hơn ở trong mắt của mình. Cho nên chúng ta phải cậy ơn của Chúa, yên ủi thôi, khích lệ thôi. Có thể anh em chúng ta gặp những cái điều hoạn nạn, chúng ta đến và chúng ta cũng đã từng trải cái điều đó, thì chúng ta nói với anh em chúng ta, mình cũng đã từng như vậy. Và tin chắc rằng chúng ta đã từng trải trong sự chữa phạt của Chúa, lẫn từng trải ở trong cái việc dự phòng chịu đau đớn. Có nghĩa là có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chúng ta chịu vì có những vi phạm của chúng ta, Chúa sửa phạt để nhắc nhở chúng ta. Và chúng ta cũng có những lúc chịu vì cớ Chúa cho chúng ta được dự phần để chúng ta có kinh nghiệm. Chúng ta dùng những cái đó để chia sẻ hết cho anh em chúng ta. Chúng ta có thể nói với anh em chúng ta rằng ngày trước có một lần tôi làm sai, có một lần tôi vi phạm với Chúa, và tôi đã làm như vậy, và tôi đã được Chúa sửa phạt như vậy. Chúng ta đem cái kinh nghiệm của mình ra để chia sẻ. Vậy thì bạn ơi, hay là anh ơi, chị ơi, mình cũng nên xét lại để xem mình có cái gì đó mình vô tình, hay là mình cũng được Chúa nhắc nhở mà mình không có chịu nghe, mình đã cố ý phạm tội không đó. Mình nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, yêu mến, bởi vì mình lúc đó mình đứng ở cái vị thế của một người sao cũng đã từng bị, cũng đã từng sai, và Chúa đã tha thứ, Chúa đã hồi phục. Chúng ta đem những cái đó ra chia sẻ với anh em của mình. Anh em mình được gây dựng, anh em mình tự nhiên nhớ là anh em mình được Chúa nhắc nhở, anh em mình ăn năn. Thậm chí có thể anh em chia sẻ luôn với mình về cái tội của anh em. Vì anh em nghĩ rằng anh em được sự đồng cảm. Và còn nếu như anh em mình không có phạm gì hết, thì mình cũng chia sẻ với anh em rằng đôi khi có những nan đề, những khó khăn. Chúng ta lấy cái bài học hôm nay là với đúng cái bài học hôm nay để học với anh em mình. Mình nói Chúa vẫn để những sự đó xảy ra để mình kinh nghiệm, giống như tôi. Giống như tôi ngày hôm trước, tôi cũng đã xét lại và thấy mình không có vi phạm cái gì. Thì cũng chạy đến hỏi với Chúa, Chúa ơi sao cái điều đó xảy ra? Thì Chúa cho cái bài học này. Chúa cho là, ta để những điều đó xảy ra để con có kinh nghiệm. Và đúng như vậy, bởi vì nếu mà tôi không có kinh nghiệm thì ngày hôm nay tôi đâu gặp anh, gặp chị, gặp ông bà chị em để tôi chia sẻ đâu. Cho nên tôi đã được như vậy rồi thì chia sẻ. Vậy thì ông bà chị em ơi, ông bà chị em đang bị như vậy thì biết đâu mai mốt chị, anh sẽ gặp một cái người khác để mà mình an ủi khích lệ người khác. Mình dùng cái bài học này để mình nói với anh em mình. Cảm ơn Chúa hay lắm. Chúa quá tuyệt vời để cho chúng ta có những trải nghiệm,
để chúng ta dùng bất cứ lúc nào. Rồi trong cuộc đời của chúng ta sẽ có lúc chúng ta sử dụng đến. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta đến thăm, chúng ta đừng có vội trách móc, chúng ta đừng có vội kể tội, chúng ta đừng có lấy Kinh Thánh làm cái búa và cái đe, nhưng phải lấy lời của Chúa làm sự an ủi, khích lệ cho anh em chúng ta. Lấy sự trải nghiệm của chính bản thân mình để đồng cảm, để chia sẻ với anh em của mình. Cảm ơn Chúa. Cái điều thứ hai lại học được đó là chịu đau đớn, chịu khổ vì cớ Chúa xử phạt. Hồi nãy giờ mình cũng đã đề cập rồi, nhưng mà cũng nên nhắc lại, cũng nên nhắc lại là đôi khi chúng ta gặp những hoạn nạn, thử thách xảy ra là vì cớ, đó là hậu quả của tội lỗi, hậu quả của những việc chúng ta làm sai trật. Và Chúa luôn luôn dạy chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta phải sao? Chúng ta phải chạy đến với Chúa và hỏi Chúa. Chạy đến và hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta. Cái này thì lại cũng có kinh nghiệm, cho nên là cũng chia sẻ với mẹ chị em. Nó là có những lần lại hợp tác làm ăn với người ngoài trong cái công việc làm ăn đó. Thì mình được người ta đến, người ta cũng trình bày là cái hướng làm ăn như vậy rất là tốt. Mình nghe rất là tốt. Thì cũng thấy là tốt, đâu có sao đâu, hợp tác làm ăn thì không có gì. Cũng đem ra nói là tôi là người có Chúa, tôi sẽ không làm như thế này nè. Khi người ta nói ok, anh cứ vậy đi, còn những chuyện khác để tôi. Lúc đó mình lại nghĩ một cách đơn giản thôi. Nhưng mà khi làm thì thấy nó thất bại liên tục. Nó gọi là thâm lỗ luôn. Thì lại cũng bắt đầu chạy đến với Chúa. Nói Chúa ơi, con bị như vậy. Vì cớ gì? Chúa bắt đầu chỉ cho. Chỉ là gì? Là trong cái việc làm đó, tuy con không làm, nhưng con hợp tác với người ta và người ta làm. Người ta gian lận, người ta luồn lách, người ta sai, thì cũng là việc là sai của con, mặc dù con không có trực tiếp can dự, nhưng nó là công việc không sai. Và nhiều lần Chúa chỉ ra những cái sai của mình, để rồi cuối cùng mình trả một cái giá, đó là sự thất bại, sự thua lỗ về tiền bạc. Nhưng mà mình ngưng những cái việc đó, và rồi ăn năn với Chúa, Chúa sẽ hồi phục, Chúa ban cho. Cho nên chúng ta thấy rằng luôn luôn chúng ta sẽ gặp nhiều cái điều xảy ra mà chúng ta không có biết. Đôi khi mình không có biết, chạy đến với Chúa, Chúa sẽ chỉ cho. Chúa chỉ cho là đó là do con, do cái gì, do làm sao, Chúa chỉ ra. Chúng ta cảm ơn của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa. Vì Chúa nói rằng Chúa thương ai thì Chúa xử phạt, Chúa cho roi cho vọt, đúng không? Cảm ơn Chúa. Và trong đây là cái lý do trong Cô-rinh-tô nhất chương 11. Mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta hay nghe lời thơ của Chúa nhắc ta. Câu 28, 29, 30 luôn. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự đón xét cho mình. Ấy vì cơ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài xử phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nên xét lại, không phải chỉ lúc chúng ta dự tiệc thánh, mà là lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa, lúc chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta xét lấy mình. Để chi? Để mình xưng ra ở trước mặt Chúa. Khi mình xưng ra trước mặt Chúa mà mình tự nhận thấy mình là người có lỗi, có tội, xưng ra trước mặt Chúa, từ bỏ nó, thì sao? Thì Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúa tha thứ cho chúng ta. Còn chúng ta không tự xét lấy mình thì Chúa sẽ xét cho chúng ta. Nhưng khi Chúa xét thì Chúa sẽ sửa phạt. Trong câu 32, xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt. Nhưng sự sửa phạt đó là yêu thương, là tình yêu. Bởi vì sao? Hầu cho khỏi bị ác làm một với người thế gian. Con trong nhà Chúa sửa phạt. Giống như chúng ta làm sai trong nhà thì cha mẹ rầy la, chỉnh sửa, thậm chí là đánh cho vài cái roi. Để làm chi? Để biết tội, biết lỗi mà thay đổi, sửa. Sửa để làm chi? Để không có đi ra ngoài
Đây, lại nhớ hồi nhỏ, lại học lớp 2. Lại học lớp 2. Lúc đó ở trường kêu đóng tiền học. Đóng tiền học. Không phải đóng tiền học bình thường mà là đóng đóng cái quỹ gì đó của lớp. À, là về không có dám xin ba. Không có dám xin ba. Nhớ ba có cất tiền ở dưới cái gói đó, nhìn thấy. Lần đó tới nó chắc chắc lấy tiền ở trong đây ba không biết đâu. Rút ra hai đồng thôi đó, hai đồng thôi, đi đóng quỹ lớp. Về ba lôi ra, ba đứa con nhà lại có ba anh em, lôi ra tra hỏi xem đứa nào. Cuối cùng phải thú nhận là con lấy tiền để con đóng. Như vậy ba bắt cúi xuống đánh cho năm cái roi. Nhớ hoài năm cái roi đó để làm chi? Để không bao giờ có cái tật ăn cắp đó nữa. Không bao giờ đi ra ngoài, biết đâu nếu như không có năm cái roi đó thì một ngày nào đó mình quen tật, mình lấy mình xài, mình đi ra ngoài mình thấy của người ta mình lấy, mình trở thành một kẻ tham lam thì sao? Cho nên năm cái roi đó rất cần để mình không chịu án làm phạt với người thế gian. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta những cái roi để chúng ta ăn năn, để chúng ta được tỉnh thức, để chúng ta được xử phạt. Chúa tha thứ cho chúng ta và chúng ta không chịu án làm phạt với người thế gian. Vui lắm à, được roi đó rất vui. Quý mạnh chị em ơi, quý mạnh chị em có muốn được Chúa xử phạt không? Có muốn Chúa chỉ ra cho mình con đường phải đi, con đường phải bỏ không? Nếu muốn thì cảm ơn Chúa, Chúa chỉ chúng ta. Còn nếu như chúng ta chẳng có được Chúa xử phạt thì cẩn thận. Vì nếu không chúng ta sẽ phải chịu án làm một với người thế gian. Cảm ơn Chúa, Chúa xử phạt để chúng ta không chịu án, chung án với người thế gian. Mà chỉ là sự răn dạy của người cha dành cho con mà thôi. Cảm ơn Chúa. Và để có được cái sự nhận biết, nãy giờ chúng ta thấy có hai vấn đề xảy ra. Một, những điều chúng ta gặp, những điều chúng ta chịu là gì? Là Chúa muốn chúng ta trải nghiệm, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm để chia sẻ cho những người khác. Nó không phải là kết quả, hậu quả của một cái tội lỗi nào đó, nhưng nó là điều mà Chúa muốn chúng ta trải nghiệm, Chúa đồng hành với chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta phải chịu vì cớ tội lỗi của chúng ta, hậu quả của một việc nào đó, và đó là cái roi mà Chúa xử phạt chúng ta. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết đâu là cái nào? Cái nào là sự xử phạt, cái nào là Chúa muốn chúng ta trải nghiệm? Chúng ta chỉ nhận biết những điều đó khi chúng ta có lời Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta có được sự chỉ dẫn của Chúa, cho nên để biết được điều đó, để có khả năng phân biệt được cái điều đó, thì chúng ta phải có lời Chúa và có sự ngự trị của Chúa. Lưu ý ở đây quý mạnh chị em, sự ngự trị của Chúa Thánh Linh chứ không phải sự hiện diện của Chúa không. Lưu ý, không phải sự hiện diện không, bởi vì có những lúc chúng ta mời Chúa đến, Chúa hiện diện, nhưng mà sau đó chúng ta bỏ Chúa qua một bên, chúng ta lại làm theo cái ý riêng của mình, không phải là ngự trị. Nhưng chúng ta phải mời Chúa ngự trị, bởi vì Chúa ngự trị có nghĩa là lúc nào Chúa cũng hiện diện, lúc nào Chúa cũng điều khiển. Ngự trị có nghĩa là ngồi ở trên ngai lòng của mình, điều khiển cuộc đời của mình. Còn nếu như hiện diện chỉ là mời Chúa tham dự thôi, tham dự vô cái gì đó mà chúng ta cần thôi, thì không được. Cho nên khác, hiện diện và ngự trị luôn. Chúa ngự trị thì Chúa hiện diện, nhưng mà đừng có để Chúa chỉ hiện diện rồi sau đó Chúa đi, sau đó thì chúng ta lại làm theo ý của mình. Cẩn thận. Cho nên xin Chúa ngự trị, xin Chúa Thánh Linh ở cùng, chiếm hữu chúng ta, làm chúng ta đầy dạy Chúa, làm chúng ta trở nên một người Chúa muốn một cách trọn vẹn. Và chúng ta phải học lời của Chúa. Và tin chắc một điều, khi chúng ta có đầy lời của Chúa trong lòng, nhớ bài học hôm qua là có nhắc, đầy lời của Chúa ở trong lòng với cái sự cảm nhận, với cái sự hiểu biết thật của tấm lòng, chứ không phải sự hiểu biết của kiến thức. Chúng ta có đầy lời của Chúa ở trong lòng, đầy sự dạy dỗ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, kinh nghiệm hết, và chúng ta có được sự ngự trị của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ biết được những điều chúng ta đang xảy ra đó, những điều chúng ta sắp làm, những điều chúng ta sẽ gặp, những điều chúng ta đã gặp là như thế nào, là ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng ta hay là sự xử phạt. Chúng ta đều biết khi chúng ta ở trong Chúa, khi Chúa ngự trị trong chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận định điều đó dễ dàng, dễ dàng. Cảm ơn Chúa. Và kết thúc thì lại có một câu chuyện thế này. Hôm qua
Hôm qua lại đi về quê thì đang trên đường đi, lại cũng đói bụng, lại chở chị của lại về và đói bụng. Thì khi mà đói bụng thì hai chị em mới tấp vô một cái chỗ để ăn, và nhìn ra đối diện thì có một cái cánh đồng. Một cánh đồng thì thấy người ta đang thả diều, thích lắm, có quay luôn cả cái đoạn người ta thả diều. Rồi về thì cảm ơn Chúa, sáng hôm nay khi học cái bài học này tự nhiên mới thấy ô hay quá, Chúa cho cái việc mà nhìn thấy những con diều thả đó là có lý do. Cho nên quý bạn chị em ơi, những ngày trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta nhìn thấy những điều xảy ra hay là bất cứ điều gì xảy ra đều có lý do. Lý do hôm nay là kể cho quý bạn chị em nè. Đó là gì? Một con diều khi lại nhìn thấy, lại thấy có những con diều được trưng ở trong cái tủ, ở trong những cái bao ni lông bọc rất là đẹp, được gói tròn lại bọc trong cái bao ni lông rất là đẹp. Và có những con diều được người ta mua để người ta thả. Rồi khi thả, bây giờ mình học cái con diều ở trong cái bọc ni lông trước. Cuộc đời của chúng ta là con diều. Sáng nay Chúa cho là biết, là nhắc, được nhắc nhở là cuộc đời chúng ta là những con diều. Nó rất là đẹp, nó rất là đẹp, nhưng nếu chúng ta vẫn cứ để ở trong cái bọc, nếu chúng ta vẫn để ở trong cái tủ kín thì không bao giờ được bay, không bao giờ được bay. Cái con diều mà ở trong tủ kín thì không bao giờ được bay. Quý ông bạn chị em, để mình ở trong cái tủ kín thì không bao giờ được bay. Đó, cho nên đó là cái điều mà chúng ta phải thấy là chúng ta là những con diều. Và cái điều thứ hai nữa là khi bay thì phải có một cái người cầm cái sợi dây để kéo cho con diều bay, đúng không? Chúng ta cầm dây, chúng ta thấy có người cầm dây để con diều được bay. Thì cuộc đời của chúng ta là một con diều, bây giờ không để trong tủ kiếm, đem ra ngoài để bay. Nhưng mà bay thì ai cầm dây của cuộc đời của con diều của chúng ta đó. Cái người cầm dây phải là người gì? Biết nắm giật, nắm kéo như thế nào khi con diều, khi có gió, biết thả dây như thế nào để con diều bay cao, biết dừng lại khi nào để con diều không có bị rớt và không bị đứt dây vì cớ quá căng quá gió. Cho nên quý bạn chị em ơi, chúng ta là những con diều, và ai cầm dây cuộc đời chúng ta là Chúa hay là Satan. Chúa cầm dây thì Chúa sẽ biết cái lúc nào giữ cho con diều đó không có bị rớt, không có bị đứt dây, không có bị nói chung là Chúa cầm giữ để cuộc đời của chúng ta bay đều đặn, bay đẹp, bay cao. Nhưng nếu mà chúng ta để cho cuộc đời của chúng ta, cho bản ngã của mình, cho Satan nó cầm sợi dây, thì có những lúc nó cho chúng ta bay thiệt là cao để chúng ta kiêu ngạo. Và kiêu ngạo rồi thì căng gió quá, con diều bị đứt dây, con diều sẽ bay rất là rớt, rất là xa, bay đi nó rơi từ từ và rất là xa, không tìm được nữa. Còn không thì nó sẽ kéo chúng ta, không có cho chúng ta bay, giữ chúng ta ở một cái sân. Cho nên quý mạng chị em ơi, chúng ta, cuộc đời của chúng ta là những con diều, và chúng ta đang để cho Chúa chúng ta nắm giữ hay là để cho chính bản ngã, cho Satan nắm giữ. Đó là điều mà chúng ta học qua một cái cuộc đời, mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta lại học được khi nhìn thấy những con diều. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn sử dụng những điều xung quanh để dạy dỗ chúng ta. Giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện kết thúc. Lạy Chúa, cho thương kính yêu của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì cớ sáng nay trong cái điều kiện không có được thuận lợi, nhiều phân tâm, nhiều khó khăn, nhưng mà Chúa cho con và bạn cho con cũng học với nhau được lời của Ngài. Xin Chúa Ngài giúp chúng con. Xin Chúa cho chúng con được ở trong Ngài, có lời của Chúa để chúng con nhận định được đâu là những điều mà Chúa muốn chúng con trải nghiệm, những điều Chúa đưa đến để chúng con trải nghiệm, chúng con học hỏi, để chúng con chia sẻ lại những người khác. Và đâu là những hậu quả của những tội lỗi mà chúng con đã làm, chúng con đã va vấp. Xin Chúa thương xót và giúp chúng con. Có những lúc Chúa cho chúng con những rối loạn, nhưng đó là những sự sửa dạy của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Chúa ơi, con xin trao phó cuộc đời của chúng con, cuộc đời của ông bà chị em con, như những con diều trong tay của Chúa. Xin Chúa điều khiển chúng con và giúp chúng con bay cao, bay đẹp, vững vàng ở trong Chúa, chứ để chúng con đi theo bản ngã của mình. Xin giúp chúng con, xin ngự trị trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Kính chúc quý bạn chị em một ngày mới trong phước hạnh, trong ơn của Chúa, nhất là trong ngày thánh nhật này. Xin cảm ơn quý bạn chị em.